Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn là cách làm bún gạo xào và để những sợi bún mềm không có bị dính lại với nhau á, và cũng rất là ngon luôn. Đặc biệt là mình cũng có thể dùng để ăn chay. Các bạn xem và thấy thích món bún gạo xào này á thì xin mời các bạn vào xem hết video này nha. Rồi, để làm được cái món bún gạo xào á thì em chuẩn bị là một bịch bún khô. Cái gói này là 250g á các bạn. Rồi, cái phần hình này là để cái phần để tượng trưng thôi. Thì mình cũng có thể là xào mặn hoặc là xào chay, tùy theo mình thích nha. Tiếp theo là 400g giá và 4 miếng tàu hũ trắng. Mình dùng tàu hũ trắng để chút mình chiên cho nó ngon hơn nha. 150g cải thìa. Ở đây là mình nói gam để tượng trưng thôi, chứ các bạn cũng có thể là dùng nhiều hơn hoặc là ít hơn. 200g hẹ lá, một trái ớt sừng không cay. Nếu như mình thích cay á, thì mình sử dụng là ớt hiểm. Một củ cà rốt nhỏ là 150g, 3 củ hành tím, 1 củ tỏi là 80g. Cái phần này là mình sử dụng hơi nhiều đó. Để chút nữa mình phi cái phần này cho nó giòn á, mình bỏ vô phần bún ăn cho nó ngon hơn. Ở đây là mình ăn chay vì sức khỏe á, và ăn chay vì là sợ sát sanh đó, thì mình mới sử dụng là hành và tỏi. Nếu như mình ăn chay mà nói về cái dạng là để tu luôn á, hoặc là cho những thầy sư ở trong chùa mà ăn á, thì hành và tỏi này mình không có sử dụng nha, kể cả là cái phần hẹ này luôn, bởi vì cái phần này người ta cử đó, chỉ được phép dùng là cái hành baro để thay thế thôi. Và sau cùng á là 150g nấm. Nấm ở đây thì mình sử dụng là nấm hải sản, hay còn gọi là nấm bạch tuyết. Thì cái phần nấm này các bạn cũng có thể là sử dụng nấm gơm, nấm đùi gà hoặc là nấm bào ngư. Mình thích loại nấm nào thì mình sử dụng nấm đó. Nguyên liệu này thì mình chỉ tượng trưng thôi, chứ mình cũng không có cần chuẩn đâu các bạn. Nó không phải như các loại bánh thì cái nguyên liệu nó rất là chuẩn. Còn cái phần này thì mình chỉ tương đối thôi là được rồi, mình không có cần chính xác đâu. Mình cũng có thể là giảm hoặc tăng là cái phần nguyên liệu này thêm. Rồi bây giờ mình sẽ đi chiên cái phần tàu hũ này trước. Trước khi chiên tàu hũ thì các bạn rửa sạch tàu hũ và mình bỏ vô cái rổ cho nó ráo nước. Rồi mình cho vào chảo dầu nóng mình chiên. Cái phần tàu hũ này mình chiên mỗi mặt khoảng là 3 phút là nó vàng rồi. Bây giờ mình sẽ gấp nó ra. Rồi, cái phần dầu chiên tàu hũ này thì để chút nữa mình sử dụng để phi tỏi. Toàn bộ phần rau nấm thì mình đã rửa thật sạch hết rồi. Bây giờ mình sẽ xắt ra. Nấm hải sản này thì nó hơi dài, mình cắt đôi ra thôi. Cái nào ngắn thì mình khỏi cắt. Cà rốt thì mình cắt những lát mỏng như vậy nè. Hẹ lá thì mình cắt cái đầu mình bỏ riêng. Còn cái phần lá thì mình cho cùng với giá. Cái thì mình để nguyên bẹ mình sử dụng luôn cũng được. Để mình ngắt ra cho nó tương xứng với cái phần hẹ và cà rốt của mình đó. Tàu hũ lúc này nó nguội rồi thì mình xắt miếng ra. Các bạn cũng có thể là xắt những cái miếng vuông vuông nhỏ nhỏ cũng được. Mình xắt mỏng như vậy thì để cho nó thấm hơn. Hành tỏi thì mình băm nhỏ ra luôn. Rồi, toàn bộ cái phần này mình đã xắt xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi làm mềm cái phần bún. Rồi, lúc nó còn khô thì mình dùng kéo mình cắt rất là khó.
Để chút nữa mình ngâm mì rồi mình cắt ra cho nó dễ hơn nha. Mình nấu nước sôi 100 độ á, thì mình đổ vô đây cho nó ngập hết. Hoặc là mình bắt lên bếp một nồi nước sôi á, rồi mình tắt bếp, mình mới thả cái bún gạo này vô. Mình nấu trong cái ấm siêu tốc á, mình đổ vô đây nè. Hồi nãy quên bấm máy quay rồi. Mình dùng đũa mình nhặn xuống cho nó ngập hết cái phần bún này. Rồi mình chờ là đúng 4 phút nha. Tối đa là mình để là 5 phút, mình không có để quá 5 phút nha. Còn mình vớt ra sớm thì cái phần bún này nó không được mềm. Trong thời gian mình chờ 4 phút thì mình chờ nó luôn. Để mình làm những việc khác mà mình quên á, thì cái phần bún mình nó không được dai, nó bị bở ra đó các bạn. Rồi bún mình đã ngâm trong nước nóng được là 4 phút rồi. Bây giờ mình sẽ vớt nó ra. Rồi trước khi mình vớt nó ra thì bây giờ mình dùng cái kéo mình cắt làm đôi nè. Rồi mình mang cái phần này mình đổ ra vô cái rổ cho nó ráo nước. Mình không có cần rửa lại đâu nha. Mình để đây khoảng là 5 hoặc 10 phút. Bây giờ mình sẽ đi phi cái phần tỏi và mình xào cái phần rau. Rồi mình sử dụng một ít dầu ăn là hồi nãy mình chiên cái phần tàu hũ còn thừa đó. Mình cho một ít tỏi hành vào đây mình phi cho nó thơm. Khi tỏi nó chuyển sang màu vàng thơm rồi đó, bây giờ mình sẽ cho là cái đầu cải thìa vào đây trước. Tiếp theo là mình cho cái phần nấm và cái củ cà rốt vào đây. Rồi mình cho vào đây là một muỗng hạt nêm chay, một muỗng cà phê nước tương. Rồi cái phần này mình xào với mức lửa lớn nha, bởi vì trong cái nấm nó ra rất là nhiều nước. Rồi tiếp theo là mình cho cái lá cải thìa vào đây. Và cái đầu hẹ vào đây trước. Rồi cái phần này mình xào cho cái phần núm mà nó trong nó chín rồi, mình mới cho là giá với cái hẹ lá vào đây nha. Rồi tiếp tục mình cho vào đây là một muỗng cà phê nước tương, một muỗng hạt nêm và một muỗng đường cát. Cái phần đường cát này mình xúc nó hơi vung vung lên đó. Và 1 phần 3 muỗng muối. Nếu như mình dùng bột ngọt được á, thì mình cho thêm một ít. Còn không dùng được á, thì thôi. Mình trộn cho nó đều là mình tắt bếp. Cái phần giá hẹ thì nó rất là nhanh chín luôn á. Tắt bếp xong á, là mình cho cái tàu hũ vào đây. Mình trộn. Mình chừa vài miếng tàu hũ bên ngoài á, để giúp mình làm phần trang trí lên nha. Mình trộn tàu hũ vô đây cho cái phần tàu hũ nó rút phần nước này cho nó ngon. Và mình trộn hơi nhẹ nhẹ tay thôi nha. Cái phần tàu hũ này mình trộn mạnh tay là nó cũng hay dễ nát lắm đó. Khi trộn đều rồi hết á, mình vớt nó ra, mình chừa lại cái phần nước. Cái phần này là nước ở trong đây nó nhiều lắm nè. Mình nhớ vớt mình chừa lại nước nha. Cái phần nước này á, thì mình cho vào cái chén. Để chút nữa mình trộn vô cái phần bún của mình đó. Rồi cái phần rau xào của mình xong rồi. Rồi tiếp theo là mình đi xào cái phần bún. Bún ở đây nè các bạn, hồi nãy mình cắt đôi cho đó. Thì mình nắm lên như vậy nè. Mình thấy nó còn dài á, thì mình cắt tiếp. Để cái bún này nó dài quá là nó khó trộn lắm đó. Mình nắm rồi mình cắt khoảng vài kém nữa thôi là được rồi. Này bún rồi các bạn, mình để khô, nhìn nó khô ráo mà nó rất là mềm luôn. Mình dùng cái chảo cho nó to to lên. Mình dễ chọn cái phần bún này nè.
Rồi mình sử dụng tiếp là cái lượng dầu ăn mình chiên đậu hũ ban nãy đó, mình cho vào cái chảo này và mình cho hết cái phần tỏi vào đây mình phi. Tỏi mình nó chuyển sang cái màu hơi vàng thôi, hơi hơi vàng vàng thôi là mình tắt bếp được rồi. Khi mình tắt bếp rồi á, mình cũng vẫn đảo nè, bởi vì cái phần dầu nó cũng vẫn còn cái độ nóng đó. Rồi cái phần tỏi phi này á, thì mình vớt ra, vô cái chén nè các bạn. Cái phần tỏi phi này chút mình bỏ lên trên cái phần bún á, thì cho nó giòn giòn, nó thơm, ăn ngon lắm. Chừa lại một ít thôi để mình xào bún. Xào bún á, thì mình để với mức lửa cho nó nhỏ nhỏ thôi. Rồi mình cho vào trong phần bún này là một muỗng nước tương. Rồi mình rưới cho nó đều đều lên để mình trộn cho nó đỡ cực. Nước này là cái nước xào rau ban nãy đó, mình cho khoảng 7-8 muỗng vô thôi, mình đừng có cho hết là cái phần bún mình nó nhão lắm. Vậy vậy là mình dùng đũa mình đảo cho nó đều, cho cái phần bún này nó đều với cái phần nước và những cọng bún nó cho nó rời ra đó, nó không có dính lại với nhau đó. Thì các bạn xào khoảng 3 hoặc là 4 phút. Rồi, xào xong rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp. Mình cho hết cái phần rau xào ở vào đây mình trộn lên. Phần ớt á, thì mình cho vào đây mình trộn luôn. Cái ớt này là nó không có cay nha các bạn. Cái loại ớt này nó chỉ hơi the the thôi. Nếu như các bạn thích cay á, là mình dùng ớt hiểm nha. Cái phần tỏi hành phi nè các bạn, ở đây á, thì mình cho vào đây hết. Nếu như các bạn cảm thấy cái dầu ăn nhiều á, thì mình vớt cái phần tỏi và hành phi thôi, còn cái phần dầu á, mình chừa lại. Mình cho vào đây á, khi mình ăn gặp mấy cái phần này á, thì nó giòn giòn, nó thơm lắm. Và những sợi bún mình nó cũng được bóng bẩy nữa. Phần này thì mình trộn cho nó nhẹ nhẹ tay thôi, để thôi cái phần tàu hũ mình nó nát hết. À, như vậy là xong cái nồi bún của mình rồi. Bây giờ mình sẽ gấp lên cái đĩa mình dùng thôi. Rồi cho lên một ít đậu phộng mình giã bể 2 bể 3 ra ra đó. Cái phần bún này ăn rất là hấp dẫn luôn. Rồi khi mình dùng á, là mình gấp ra chén rồi mình mới chan cái phần nước tương này lên. Nước tương chưa ngọt á, thì mình dùng tỏi và ớt mình giã cho nó nhuyễn. Thì mình làm giống như cái phần nước mắm vậy đó các bạn. Nhưng mà mình sử dụng nguyên cả cái tép chanh vào đây luôn. Ăn rất là ngon luôn á các bạn ơi. Khi nào mình dùng á, thì mình chan cái phần nước tương chua ngọt lên. Còn mình chưa dùng á, thì mình để khô như vậy nè. Mình để sang ngày nó cũng không có hư nữa. Rồi như vậy là mình vừa thực hiện xong cái món bún xào rồi đó. Các bạn xem và thấy thích á, thì các bạn cũng có thể là like và đồng thời chia sẻ cho bạn bè và mọi người cùng xem nữa nha. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để xem thêm những cái món ăn tiếp theo và cũng như là để ủng hộ cho kênh của mình luôn đó. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video này của mình. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại ạ.